khúc này bán rất là nhiều xe đạp. Con đường này buổi chiều bán rất là nhiều đồ ăn, bán ốc, bán cơm, bún bò. Trên đường Âu Dương Lân này có một quán hủ tiếu rất là ngon nè, hủ tiếu Nhân Quán. Đây bệnh viện phục hồi chức năng bên tay trái nè. Này mình sẽ quẹo trái là mình sẽ đi về cái kênh, cái cầu Kênh Sáng, và đi qua cái khu Trung Sơn. Một số hình ảnh về cái đường xả rác và cầu Kênh Sáng, đi đến khu Trung Sơn gửi các anh chị và các bạn. Xin chào các anh chị và các bạn, chúc các anh chị và các bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc. Hiện tại chúng ta đang có mặt ở đây là đường Cao Đạt. Đường Cao Đạt ở quận 5, đây là chợ Cao Đạt. Thì anh Trinh hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đi về quận 8 nha. Quận 8. Ở nơi đó có cái đường gọi là Âu Dương Lân, ngày xưa là đường xả rác. Sáng giờ hôm nay em đi qua khu vực quận 8 nên gửi các anh chị và các bạn những cái hình ảnh về Sài Gòn xưa, để mình có dịp cập nhật lại số hình ảnh của Sài Gòn ngày nay nha. Quận 8 ngày xưa thì không có nhiều phường, chỉ có vài phường nhỏ nhỏ thôi. Nhưng mà ngày nay thì rất là lớn. Chúng ta đang đi lên cầu Chữ Y. Cầu Chữ Y ngày nay thì đang làm cái bề mặt cầu á. Nên mình thấy cái bề mặt cầu rất là rộng. Rộng hơn ngày xưa rất là nhiều luôn. Nhưng mà cũng vẫn đang làm chứ chưa có xong. Thì hôm nay trời thì hồi sáng thì nắng, trưa thì mưa. Sài Gòn lúc nắng lúc mưa. Tháng 6 trời mưa không dứt. Chỗ này chúng ta quẹo phải thì đi về đường Hưng Phú, quận 8, đi đến cái đường Chánh Hưng ngày xưa đó, nhưng mà bây giờ đó là đường Phạm Hùng. Cái con đường xả rác này thì cũng ngắn thôi, nói liền từ đường Phạm Thế Hiển đi đến cái con rạch nhỏ nhỏ, rạch hay là gọi là rạch Kênh Sáng. Sài Gòn có rất là nhiều cái con đường xưa. Hy vọng là anh sẽ đi một cái đường nào đó mà có dính tới nhiều kỷ niệm của cô chú anh chị. Duyên thôi, cái đó là cái duyên thôi. Ở trên đường Âu Dương Lân ngày xưa có, bây giờ có một cái bệnh viện hình như là bệnh viện giống như viện dưỡng lão, với lại vật lý trị liệu ở cuối đường. Nhưng mà bây giờ còn hay không để em đi rồi cập nhật số hình ảnh để bà con xem nha. Đó, trước mặt chúng ta đó là ngã ba Phạm Thế Hiển. Nếu quẹo phải mình sẽ đi về quận 7 nè. Quẹo trái thì sẽ đi về chợ Phạm Thế Hiển. Quận 7 là đường Trần Xuân Soạn. Một lần nữa chúng ta lại tiếp tục đi trên con đường Phạm Thế Hiển. Khu
khúc này bán rất là nhiều xe đạp. Ngay giao lộ Dạ Nam và Phạm Thế Hiển, nên đây có quán nhậu Vọng Cát. Không biết anh chị bạn có ai có kỷ niệm quán Vọng Cát không á? Quán Vọng Cát ngày xưa ở bên kia cầu Dưới, bây giờ người ta dời qua đây lâu lắm rồi. Dời qua bên đường Phạm Thế Hiển. Đây chúng ta đang ở ngã ba giao lộ Phạm Thế Hiển và Âu Dương Lân. Rồi bây giờ chúng ta sẽ qua đường nha. Con đường này buổi chiều bán rất là nhiều đồ ăn, bán ốc, bán cơm, bún bò, mắm, bún mắm, bánh mì, chả cá, nhìn thấy rất là nhiều quán ăn luôn, chè, cơm sườn, cà phê nữa nè. Tuy là con đường ngắn nhưng mà có rất là nhiều cái dịch vụ ở đây. Ngày xưa thì trước năm 75 thì quận 8 theo em tìm hiểu thì một phần địa giới thuộc quận 4, thì có năm phường: Bình An, rồi Chánh Hưng, rồi Hưng Phú, rồi Rạch Ông, rồi Xóm Củi. Bây giờ thì phường số nhiều lắm. Đây có cái bác chở những cái tấm la phong, đóng la phong trần nhà đó. Bác cũng lớn tuổi, bác chở này cũng hơi cồng kềnh. Ở Việt Nam thì đa số các lao động phổ thông đều lao động cho đến đến khi không làm nổi nữa thôi, chứ cũng nếu mà thời trẻ không có tích góp thì lớn tuổi là sẽ vất vả. Họ thì không có cái phần lương hưu hay là cái trợ cấp nào hết, chỉ tự mình làm ra rồi gia đình rồi con cái hỗ trợ thôi. Rồi chúng ta đi đến đây là có giao lộ, mình qua đi qua cái giao lộ Đặng Chất rồi. Trên đường Âu Dương Lân này có một quán hủ tiếu rất là ngon nè, hủ tiếu Nhân Quán. Hủ tiếu Nhân Quán nhưng mà hình như cùng hệ thống với Nhân Quán ở quận Nhất, quận 10 luôn á, nhưng mà ở đây bán rẻ hơn. Bên tay trái chúng ta nè, đây cũng mở cũng rất là lâu năm rồi nè, 5-7 năm gì rồi. Ở địa chỉ là 239-241 Âu Dương Lân. Cũng lâu rồi em không qua đây ăn. Đây chúng ta đến giao lộ Tạ Quang Bửu và Âu Dương Lân. Nếu mình quẹo phải thì mình sẽ đi về cái đường Chánh Hưng rồi quốc lộ 50 luôn á. Bữa chúng ta có thực hiện cái video đường Tạ Quang Bửu rồi đó. Các anh chị bạn có thể xem lại đường Tạ Quang Bửu. Còn hôm nay chúng ta đi cái đường Sở Rác. Có lẽ ngày xưa ở đây là cái cơ quan gì của môi trường nên có tên là Sở Rác. Bây giờ ở đây nhà cửa rất là khang trang ha. Mà chúng ta nhìn thấy nhà mới không à, không có những ngôi nhà kiến trúc xưa, cho thấy ngày xưa ở đây thì không có nhiều nhà cho lắm. Ngày xưa thì cách đặt tên đường nó liên quan đến cái dịch vụ của con đường đó, cái chuyên của con đường đó, nên mình nghe tên đường là mình biết cái khu đó ngày xưa nó như thế nào ha, là nó có liên quan đến cái gì. Như giống như đường Xóm Củi thì ngày xưa đó có rất là nhiều cái kho củi. Đây bệnh viện phục hồi chức năng bên tay trái nè.
Bệnh viện này cũng rất là xưa rồi. Bên tay phải thì có cái công trình đang xây, có lẽ là cái bệnh viện hay sao á. Đi thẳng này mình sẽ quẹo trái là mình sẽ đi về cái kênh, cái cầu Kênh Sáng, và đi qua cái khu Trung Sơn. Ngay cầu này có bán rất là nhiều món ốc, quán ốc ở đây nhiều lắm. Nam dẫn cái cô chú anh chị mình đi một vòng ở khu quận 8 nữa nha. Ngày xưa thì nghe nói quận 8 thì là chúng ta cảm giác rất là phức tạp, nhưng mà bây giờ thì không đến nỗi, cũng đỡ hơn ngày xưa rồi. Đây có cái chùa Từ Hiếu bên tay phải mình nè. Đi thẳng cái đường này mình sẽ ra cầu Kênh Sáng nè. Chúng ta không thấy nhiều nhà xưa, nhà cổ, bởi vì ngày xưa theo em tìm hiểu thì quận 8 là cái đất trống, rồi nhiều cây cối, không có nhiều nhà đầm lầy. Thành thử ra nhà lớn, nhà xưa thì không có. Chúng ta đi qua đây đó là khu Trung Sơn. Sẵn dịp tới đây rồi, em dẫn anh chị và các bạn mình cùng đi một vòng ở khu này ha. Khu này ngày xưa em cũng có quay cái video rồi, không biết anh chị bạn có xem hay chưa. Nếu chưa thì chúng ta có thể xem lại khu Trung Sơn. Khu này thì có một cái trục đường chính thôi, đó là đường 9A, đi chúng ta đi thẳng đây nè, là trục đường chính. Ngay cái vòng xoay này nếu mình quẹo phải thì đi vô mấy cái đường nhỏ nhỏ, còn quẹo trái là mình sẽ đi về quận 7, siêu thị Lotte hay là Vivo City. Chanh dây 20.000 một ký. Hôm bữa thì em thấy 10.000 một ký. Nhưng mà chắc có lẽ là tiền nào của nấy. Hai bên chúng ta thấy nhà cửa rất là sang, rất là thoáng. Nhà ở đây dài lắm, nhà rộng lắm. Ở đây thuộc huyện Bình Chánh nè, huyện Bình Chánh đó các anh chị. Măng cụt 25.000 nửa ký. Chúng ta thấy trồng rất là nhiều cây trà là. Bây giờ chúng ta sẽ quẹo phải và vòng qua hướng bên tay trái nha. Mình sẽ đi một vòng qua bên khu bên kia để mình xem cái mặt tiền ở đây như thế nào ha. Nhà ở đây thì có giá rất là cao, tại vì cũng ít người bán nữa, hầu như là đất trống không còn nữa.
Xuân Sơn, huyện Bình Chánh. Khu này ngày xưa không có nhiều nhà, khu này hồi xưa là cái là ruộng, đồng ruộng. Rồi sau này nhà nước mới quy hoạch thành khu dân cư. Cho nên đây nhà mới không à. Ở đây thì buổi tối vắng, đèn thì không có nhiều, ở đây tối lắm. Cái trục đường này thì có những cái quán ăn, rồi dịch vụ rửa xe hơi. Ở bên khu này có một cái quán cũng rất là lớn, quán Thuần Việt, cặp cái sân banh gần với cái mé sông. Sẵn tiện em mời các anh chị bạn cùng đi dạo mát với em vô khu này nha, để mình xem ở đây có gì là lạ hay không. Nhân đây em cũng xin cảm ơn các anh chú, cô chú anh chị và các bạn đã luôn quan tâm theo dõi. Nếu các anh chị bạn nào mà lần đầu tiên xem thì nếu thích chúng ta bấm đăng ký và bấm vô hình cái chuông để lần sau em có up video thì các anh chị các bạn có thể thấy liền ha, không cần phải tìm kiếm. Ở đây có quán Thuần Việt nè, trước mặt chúng ta quán Thuần Việt. Và bên tay phải là cái sân sân banh, hình như sân banh cũng dẹp luôn rồi. Đi cuối bên kia là sông con rạch. Rồi chúng ta quành lại nha. Thì trời không có nắng, sẵn tiện mát mẻ thì em dẫn các anh chị các bạn đi tham quan khu Trung Sơn. Rồi chắc chúng ta sẽ kết thúc hành trình tại giao lộ đường số 6 và số 1 khu dân cư Trung Sơn. Một số hình ảnh về cái đường xả rác và cầu Kênh Sáng đi đến khu Trung Sơn gửi các anh chị và các bạn. Một lần nữa chúng ta có dịp nhìn lại những cái con đường ngày xưa, biết đâu trên những cung đường đó có những cái kỷ niệm, những cái ngôi nhà của các anh chị và các bạn. Có dịp chúng ta sẽ nhìn lại. Rồi bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại, chúc anh chị và bạn ngày mới vui vẻ và hạnh phúc.